Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 1 tháng 10 năm 2024. Hiện tại thì mình đang có mặt trên con đường Tôn Thất Tùng, quận Nhất, Sài Gòn. Bên tay phải màn hình của chúng ta đó là nhà thờ Huyện Sĩ, một trong những nhà thờ lâu đời bậc nhất ở Sài Gòn hiện nay. Nhìn những chú chim bồ câu, chúng ta cảm thấy cuộc đời rất là tươi sáng, rất là tốt đẹp. Với những hình ảnh chú chim bồ câu tượng trưng cho sự hòa bình, tượng trưng cho nét đẹp, và phải nói tượng trưng cho một cái sự kỳ vọng, tung tăng, yêu đời như những chú chim bồ câu mà chúng ta đang thấy phía trước màn hình của chúng ta. Đây là hình ảnh phía bên ngoài cổng của nhà thờ Huyện Sĩ anh chị, thuộc quận Nhất Sài Gòn, nằm trên con đường Tôn Thất Tùng. Và để bắt đầu video trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta có một tuần mới làm việc thật là hiệu quả và may mắn thành công. Kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn tràn đầy sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Trong video clip ngày hôm nay, Tường Vũ Channel sẽ cập nhật tình hình phố xá đường phố Sài Gòn, cũng như là chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn tình hình giá vàng, giá đô la ở tại thị trường Việt Nam trong ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2024. Chúng ta đã kết thúc tháng 9 rồi, kết thúc tháng cuối cùng của quý 3 năm 2024, và hôm nay chúng ta chính thức bước vào tháng đầu tiên của quý 4 năm 2024, kính thưa cô chú anh chị và các bạn. Phía trước màn hình của chúng ta là ngã tư của đường Tôn Thất Tùng và đường Nguyễn Trãi anh chị, đường Võ Tánh năm xưa. Nếu như chúng ta đi bên tay trái đi về bên ngã 6 Phù Đổng, còn đi về bên tay phải đi về hướng của quận 5 Sài Gòn. Thời tiết tại Sài Gòn trong những ngày gần đây cực kỳ nóng bức, nhiệt độ khoảng 34-35 độ C. Mình sẽ rẽ tay trái để vào con đường Lê La anh chị. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, theo như ghi nhận vào buổi chiều ngày 1 tháng 10 năm 2024 vào chiều ngày hôm nay, thì giá vàng miếng đã tăng vọt lên rồi. Cụ thể, đối với vàng SJC ở tại Hà Nội, Đà Nẵng hiện nay mua vào ở cái mức là 82 triệu đồng trên một lượng vàng, còn bán ra là 84 triệu đồng trên một lượng anh chị. Như vậy tăng lên 500 ngàn đồng một lượng vàng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với ngày hôm qua, ngày 30 tháng 9 năm 2024. Tại đơn vị vàng SJC Phú Quý thì mua vào cũng là 82 triệu đồng trên một lượng vàng, còn bán ra vẫn là 84 triệu đồng trên một lượng anh chị. Như vậy tăng 300 ngàn đồng so với ngày hôm qua ở chiều mua vào và tăng 500 ngàn đồng một lượng ở chiều bán ra. Phải nói ngày hôm nay thật sự chúng ta hết sức bất ngờ là bởi vì giá vàng miếng bỗng dưng tăng vọt vào đầu giờ chiều ngày hôm nay anh chị. Chẳng hiểu ở thị trường vàng trong nước của chúng ta nó lại tăng vọt đối với vàng miếng. Ngày hôm qua thì vàng nhẫn đã bám sát với vàng miếng, còn ngày hôm nay thì vàng nhẫn đứng yên nhưng mà vàng miếng lại tăng rất cao, 84 triệu đồng mỗi chiều bán ra. Tương tự như vậy thì vàng Doji ở tại Hà Nội và Sài Gòn mua vào là 82 triệu đồng trên một lượng vàng, còn bán ra là 84 triệu đồng trên một lượng anh chị, vẫn tăng 500 ngàn một lượng vàng ở cả chiều mua và chiều bán so với ngày hôm qua. Như vậy đối với giá vàng miếng SJC ở tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu, cũng được doanh nghiệp này thông báo cái mức mua vào là 82 triệu đồng trên một lượng vàng, còn bán ra là 84 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 500 ngàn đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với ngày hôm qua anh chị. Vàng nhẫn tròn trơn 4 con số 9 được công ty Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết ở cái mức mua vào là 81,88 triệu đồng trên một lượng vàng, tức là giảm 660 ngàn một lượng so với ngày hôm qua, còn bán ra là 82,88 triệu đồng trên một lượng vàng, cũng giảm 560 ngàn đồng một lượng so với ngày hôm qua. Như vậy thì nhìn chung ngày hôm nay giá vàng nhẫn giảm xuống mạnh và giá vàng miếng thì tăng lên rất mạnh luôn anh chị. Vàng nhẫn BNG ở tại Sài Gòn và BNG ở tại Hà Nội hiện nay mua vào chỉ là 82 triệu đồng một lượng thôi, tức là giảm 500 ngàn một lượng so với ngày hôm qua.
còn bán ra là 82,9 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 400.000 đồng một lượng so với ngày hôm qua anh chị. Như vậy thì anh chị biết là giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước của chúng ta ngày hôm nay tăng giảm trái chiều nhau. Vàng nhẫn thì giảm, vàng miếng thì tăng. Giá vàng miếng tăng cao nhất là 500.000 đồng ở cả chiều mua vào, chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 con số 9 loại mà tròn trơn đó thì lại giảm xuống là 660.000 đồng một lượng so với ngày hôm qua. Trong khi đó thì kính thưa quý vị, giá vàng ở trên thị trường thế giới vào đầu giờ chiều hôm nay ngày 1 tháng 10 năm 2024 nó đứng ở cái mức là 2.639,1 đô la trên một ounce. Như vậy nó tăng 3,7 đô trên một ounce so với sáng ngày hôm nay. Có nghĩa là buổi chiều thì nó tăng khoảng 3,7 đô so với buổi sáng anh chị. Và giá vàng dự kiến trong một vài ngày tới nó sẽ ở cái mức là 2.660,6 đô trên một ounce, tăng thêm khoảng 6 đô trên một ounce so với buổi sáng ngày hôm nay. Cho nên hiện tại thì các nhà đầu tư cũng đang tập trung rất là hết sức chú ý đánh giá, phân tích dữ liệu cũng như là báo cáo việc làm trong tuần này, tuần đầu tiên của tháng 10 của Mỹ, để mà chúng ta có những cái con số có khả quan để mà phán đoán cũng như là chúng ta đầu cơ đầu tư làm sao cho hợp lý anh chị. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà giá vàng trong nước trong những ngày gần đây, giá vàng nhẫn thì tăng điên cuồng, rồi giá vàng miếng thì đứng tại chỗ. Rồi đến ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2024 thì giá vàng nhẫn lại đứng yên tại chỗ, còn giá vàng miếng thì tiếp tục tăng cao lên. Không hiểu điều gì đang xảy ra. Giá vàng ở tại thị trường Việt Nam thì lên xuống rất là bất ổn luôn. Cho nên cùng với những cái giải pháp về kinh tế vĩ mô cũng như là nhằm ổn định thị trường vàng, ở tại một số tỉnh thành của Việt Nam chúng ta cũng đang đưa ra nhiều cái giải pháp để mà kiểm tra, kiểm soát những cái hoạt động kinh doanh vàng, ổn định, kiểm soát vĩ mô. Và chắc chắn thì để ổn định thị trường vàng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có rất là nhiều cái giải pháp, cũng có nhiều cái chỉ đạo yêu cầu ngân hàng nhà nước đồng thời phối hợp với các cái bộ ngành liên quan anh chị ở tại các địa phương để mà triển khai đồng loạt tổng thể các cái giải pháp để xử lý các cái tình trạng chênh lệch về giá vàng cao, cũng như là làm cho thị trường vàng nó ổn định trở lại anh chị. Hiện nay đã nhiều tỉnh thành phối hợp với ngân hàng nhà nước để mà tham mưu cũng như thành lập các cái đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng cũng như là kinh doanh ngoại hối trên địa bàn một số tỉnh ở Việt Nam. Cho nên hiện nay kinh doanh vàng bạc đá quý thì chúng ta phải có nguồn gốc, rồi về các cái quy định về pháp luật về sở hữu trí tuệ này, các cái chứng từ hóa đơn, rồi các cái hóa đơn về thuế, cũng như là đảm bảo các cái biện pháp an ninh trong hoạt động kinh doanh vàng. Tòa nhà One Central Sài Gòn, tòa nhà này phải nói được kỳ vọng là một trong những trung tâm thương mại đẳng cấp 5 sao, thậm chí là có khách sạn ở bên trong là khách sạn 6 sao luôn, đạt chuẩn 6 sao quốc tế. Trung tâm thương mại anh chị, khách sạn, nhà hàng, căn hộ cao cấp, nhưng mà phải nói cũng dở dang, rồi dang dở, rồi nằm đắp chiếu thời gian quá lâu.
Tòa nhà này được ví như là tứ giác vàng của Bến Thành đó anh chị, tứ giác Bến Thành. Quá tuyệt vời, tứ giác Bến Thành. Nằm đối diện với cửa nam của chợ Bến Thành, ngay công trường Quách Thị Trang. Quay trở lại với cái vụ việc mà giá vàng đang chạm đỉnh, có nghĩa là tăng cao chót vót rồi sau đó quay đầu lao dốc, thì hiện nay nhà đầu tư, nhà đầu cơ có nên xuống tiền trong thời điểm này hay không? Thời điểm ngày 1 tháng 10 năm 2024 có nên xuống tiền hay không anh chị? Bởi lẽ giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng một lượng rồi. Có nghĩa là chúng ta đi mua, doanh nghiệp thu vào là 82 triệu đồng, còn bán ra là 81 triệu đồng đối với vàng miếng SJC. Ngay cái ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2024. Có thể nói hiện tại thì giá vàng miếng SJC đang ở cái mức cao nhất là gần 4 tháng qua. Trong khi đó thì vàng nhẫn ngày hôm qua anh chị biết nó đã tiến sát cái cột mốc là 83 triệu đồng một lượng, cao nhất trong lịch sử luôn, chưa bao giờ vàng nhẫn mà cao đến như vậy. Cho nên đối với nhiều nhà đầu tư, nhiều nhà đầu cơ thì người ta nghĩ rằng giá vàng tăng rất mạnh, đó là điều quá bất ngờ. Vàng thế giới mà vượt trên 2.600 đô trên một ounce, không tưởng tượng nổi anh chị. Cho nên nhiều nhà đầu tư, nhiều nhà đầu cơ tài sản liên quan đến vàng cũng đang tính toán những cái giải pháp làm sao mà kiếm được cái lợi nhuận cao nhất. Nhiều nhà đầu tư người ta có thể bỏ ra hàng vài chục tỷ để mua bất động sản, hoặc là họ vay thêm ngân hàng để mà mua bất động sản. Nhưng ngược lại, không có nhiều người bỏ vài chục tỷ để mua vàng anh chị. Đó là sự khác biệt giữa kênh đầu tư vàng và đầu tư về bất động sản. Bất động sản thì nó có tính bền vững cao và nó có tính sinh lời mạnh mẽ theo thời gian. Còn vàng thì nó rất chậm và có thể nó lại lao dốc. Cho nên thật sự mà kinh doanh vàng khó để mà lướt sóng được anh chị. Cho nên nhà đầu tư người ta không dám đổ hết tiền, đổ hết vốn vào cái việc kinh doanh vàng được, mà thà là họ đổ vốn tiền vào kinh doanh bất động sản sẽ có những cái độ an toàn cao hơn và cũng có cái sinh lời cao hơn anh chị. Đa số là ở Việt Nam người ta coi cái việc mà kinh doanh vàng đó là chỉ là một cái kênh đầu tư ngắn hạn thôi, và nó không hấp dẫn bằng kinh doanh bất động sản anh chị. Giá vàng thế giới thì trong ngày hôm nay nó đã trượt khỏi cái đỉnh cao lịch sử rồi. Nó đã dao động sau khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa cái quan điểm giảm bớt những kỳ vọng về cái việc mà cắt lãi suất. Cho nên cái việc mà giá vàng nhẫn nó đi ngang mức giá hoặc nó giảm xuống trong cái ngày hôm nay, điều đó cũng là bất ngờ so với nhà đầu tư. Tại vì ngày hôm qua nó đã tăng cao lập đỉnh luôn, lập đỉnh lịch sử luôn anh chị.
Như vậy thì một câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên mua vàng trong ngày hôm nay, tại vì nó đang giảm xuống mà. Và nhiều anh chị còn để lại những cái bình luận là giảm nữa đi, giảm mạnh xuống đi, thì các anh chị đó mới mua. Và cũng có một số anh chị bảo là tranh thủ vàng đang hạ giá thì mọi người hãy đi mua đi, chứ không để nó tăng giá nữa thì lại không thể mua được. Và theo quan điểm của mình thì mình nghĩ rằng bà con nếu mà có tiền nhàn rỗi thì cứ đợi, đợi thêm một vài ngày nữa, một vài tuần nữa để xem thử là giá vàng nó có giảm xuống khoảng tầm 65 đến 68 triệu đồng trên một lượng hay không. Mà khi đó chúng ta hãy mua. Nhưng mà cái điều đó thì chắc có lẽ cũng rất là khó luôn. Và thậm chí là không bao giờ mà nó xuống cái giá dưới 70 triệu một lượng vàng đâu chị. Nó phải nằm trên cái ngưỡng 70 mấy 80, chứ còn bảo mà chờ vàng để xuống dưới 70 triệu một lượng mới mua thì điều đó vô cùng khó luôn cô chú anh chị và các bạn. Và tiếp theo đây Tường Vũ Channel sẽ cập nhật tình hình tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá đô la ở tại thị trường chợ đen trong ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2024 để gửi đến quý vị và các bạn. Phía trước màn hình của chúng ta là chợ Bến Thành. Mình sẽ đi về bên cửa Tây chợ Bến Thành, cập nhật tình hình Mai Vân Hà Tâm ngày hôm nay. Rồi, một điều cũng khá là bất ngờ nữa rồi cô chú anh chị các bạn. Đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ ở ngoài thị trường tự do, thị trường chợ đen trong ngày hôm nay, nó đã lao dốc xuống dưới 25.000 đồng một đô rồi. Như vậy thì đối với đồng đô la Mỹ, đồng USD trong ngày 1 tháng 10 năm 2024 mua vào là 24.936, bán ra là 25.036 anh chị. Như vậy 1.000 đô la Mỹ chúng ta bán được 24.936.000 đồng mà thôi. Nó đã giảm xuống rồi. Ngày hôm qua là ngày 30 tháng 9 năm 2024, 1.000 đô la Mỹ chúng ta bán trên 25 triệu. Và ngày hôm nay nó đã xuống dưới 25 rồi. Wow. Giảm một cách rất là nhanh luôn anh chị. Dưới 25 là chúng ta cảm thấy một cái điều gì đó nó khác lạ rồi. Một ngàn đô chúng ta bán được 24.936.000 đồng. Như vậy đối với đồng đô la Úc thì ngày hôm nay ở ngoài thị trường tự do mua vào là 17.018, bán ra là 17.138 anh chị. Đồng bảng Anh thì mua vào là 32.819, còn bán ra là 33.069. Đồng euro thì mua vào là 27.474, còn bán ra là 27.594 anh chị. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào là 29.032, còn bán ra là 29.242. Đồng Yên Nhật mua vào là 17.1, tức là 171, bán ra là 173. Đồng đô Canada mua vào là 18.196, còn bán ra là 18.316. Đồng Singapore mua vào là 19.155, còn bán ra là 19.288. Đồng đô Hồng Kông mua vào là 3.167, bán ra là 3.234 anh chị. Đồng Thái Lan thì 7.61, bán ra là 7.71. Đồng đô Đan Mạch ngày hôm nay là 3066, còn bán ra là 3466 anh chị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đồng đô Canada nó trên 18. Đồng đô la Mỹ thì thật sự hơi bị sốc, lao xuống dưới 25 rồi. Xuống dưới 25 anh chị. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.